Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống miền biên Canada. Hôm nay thì Thủy xin dành một cái video đặc biệt để quý vị đi viếng cái shopping mall với Thủy nha. Chỗ Thủy ở thì dân cư không có đông lắm, mặc dù đó là thủ đô của Canada. Ngày Thủy đi là ngày thứ năm và chỉ còn có 7 ngày nữa là tới Noel, tới Christmas, tới Giáng sinh, mà người đi mua sắm thì ít, đồ bán, đồ bày biển bán thì nhiều, nhưng người đi mua sắm thì rất là ít. Và những cái việc trang trí cho Giáng sinh ở mấy cái shopping mall cũng không có hoành tráng như mọi năm. Ngay chỗ mà ông già Noel ngồi để mà cho các bé đến chụp hình năm nay cũng vắng vẻ. Thường thì các bé đứng xếp hàng chờ tới phiên mình để vào chụp hình với ông già Noel, nhưng mà năm nay thì không thấy. Có thể là các bé đang còn ở lớp học và cha mẹ thì đi làm nên chưa có dẫn đi được. Hy vọng là cuối tuần thì sẽ bận rộn hơn, mà cuối tuần thì Thủy không có thích đi, tại vì những cái bãi đậu xe vào cuối tuần có thể là chạy tới chạy lui hoài, nhưng mà kiếm chỗ đậu thì không có. Hôm nay thì ở chỗ bãi đậu xe thì không đến nỗi chật chội lắm, vẫn còn có chỗ đậu, mặc dù đậu hơi xa để mà đi bộ vào. Nhưng mà người mua sắm thì rất là ít. Đó là một ngày đi shopping của Thủy, chỉ vài phút thôi, để cho quý vị thấy cái cảnh mà dân chúng đi shopping ở Canada như thế nào. Có thể là tại vì thành phố của Thủy ở là thành phố nhỏ, và ngày thường thì có thể là người lớn phải đi làm, trẻ con phải đi học, cho nên không có đông người lắm. Như quý vị thấy đó, chỉ là lác đác thôi, và người ta chỉ đi tới đi lui để dòm ngó chứ không có sắm sửa gì cả. Và một phần cũng có thể là vấn đề kinh tế, người ta đi ra để tìm cái không khí Giáng sinh, nhưng mà tiền để mua sắm thì có thể là eo hẹp. Điều đó là thông cảm thôi. Thủy không biết ở khắp nơi trên thế giới như thế nào, hay là ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà Thủy nghĩ rằng cũng không khác lắm. Có thể là những thành phố lớn dân cư đông đúc thì có thể rộn rịp hơn là chỗ Thủy ở. Christmas tree, how richly God has decked thee.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt của Thủy hôm nay, và Thủy xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.